Spoiler One Piece chapter 1091. Nó đã đến, Luffy với Kizaru, Zoro với Luffy. Đánh nhau to, Luffy và Zoro cùng xuất trận đối đầu hải quân ở Ehid. Giai đoạn đỉnh cao chương đảo trứng đang bắt đầu. Không thể chờ thêm được nữa, mọi sự chú ý đều hướng về phía băng ngũ rơm. Ehid trở thành chiến trường trung tâm sau khi mà hàng loạt cuộc chiến lân cận đều đã khép lại. Tứ hoàng Luffy liệu có đi theo hai người bạn thân bồ tèo là Law và Kid đắp mộ ba cuộc tình hay không? Đối thủ của cậu cũng được xác định trong chap mới nhất 1091 tuần này. Spoil sẽ đến ngay đây, không để anh em phải chờ đợi lâu thêm nữa. Cùng tới với những thông tin mới nhất có trong chapter 1091. Nó đã đến, Luffy với Kizaru, Zoro với Luffy. Sentomaru bay màu. Nếu các bạn chưa quen thì 2 tuần trước thôi, Ehid được xác nhận sẽ diễn ra một cuộc đại chiến ở quy mô lớn. Thậm chí nó còn to hơn cả Booster Call với sự tham gia của hơn 100 chiến hạm lớn nhỏ. Dẫn đầu là Đô đốc Kizaru. Việc Thánh Saturn đến đảo trứng nằm ngoài dự kiến, nhưng với băng ngũ rơm họ quá quen với những bất ngờ rồi. Chỉ bật ngửa trước thằng thuyền trưởng đầu đất không cắt moi mà vẫn láo thôi. Luffy khơi mào đại chiến với lời tuyên bố dõng dạc đánh thẳng vào niềm tự hào của chính quyền thế giới. Đây thì cũng là lúc mà sắc lệnh tổng tấn công được ban bố. Đô đốc Kizaru là người tiên phong truy sát tuyến phòng thủ, lão chọn Sentomaru làm mục tiêu ưu tiên. Phải diệt được thằng cháu thì mới vô hiệu hóa được đám cyber của tiến sĩ Vegapunk. Sento thì không mạnh nhưng là người ra lệnh cho hàng loạt Pacifista, đám quái vật biển với cả tuyến phòng ngự của mái vòm. Chap 1091 bắt đầu với khung tranh giao chiến của hai chú cháu. Khỉ vàng không hề nương tay một tí nào, sút quả đau vãi trưởng ói ỉa thằng cháu. Sentomaru có quả ảo tưởng sức mạnh mới chap trước khẳng định mình là người sở hữu năng lực phòng thủ tốt nhất trên thế giới. Qua chap mới tuần này gục mẹ nó luôn. Đấy, tôi bảo có sai đâu, y hệt cái lúc mà Blueno đỡ Gear Second Gatling của Lù đấy. Tự tin bao nhiêu rồi cũng úp mặt xuống sàn thôi. Mà tôi cũng phải công nhận rằng mức độ tự tin ảo ma của gã cầm rìu. Biết là gáy bẩn nhưng mà cũng không ngờ là nhanh như vậy đã knock out rồi. 1091 xác nhận thông tin Sentomaru chính thức bị loại khỏi cuộc chơi. Chừa cái tội không biết lượng sức mình nhá. Thương tích chưa lành đòi ra đỡ cú đá ánh sáng của ông chú. Bộ tưởng khỉ vàng sẽ vì tình nghĩa chú cháu mà nương tay ư? Bỏ tật nha cưng. Luffy với Kizaru. Thay thế vị trí của Sento, Luffy ập đến đối đầu với Kizaru 1-1. Dù sao gã cầm rìu cũng đã để lại ấn tượng tốt cho Lù. 5 lần 7 lượt thấy ông bạn bị xiên, mũ rơm cũng cay rồi. Chưa có thông tin đề cập Luffy có dùng tới Gear 5 solo với Kizaru hay chưa. Tất nhiên nhiều khả năng phải bật Nika mới khiến Đô đốc ánh sáng xanh mặt được. Hơi tiếc nhở, mình cứ tưởng Sanji mới là người đón tiếp khỉ vàng cơ. Còn Luffy công nghệ va, thánh Saturn, kèo đấu tốc độ hai con Pikachu mới gay cấn hơn. Có vẻ như là setup này thì Oda đang muốn dọn đường cho băng ngũ rơm để có nhiều cơ hội thoát được Ehid rồi. Chứ để một trong hai cặp cánh vu hải tặc đấm nhau với một đô đốc thì vẫn còn khoai sọ lắm. Nói một chút về trận đấu siêu kinh điển giữa khỉ vàng và khỉ lù. Dù không hot như là đấm nhau với ngu lão tinh, được cái nó thì cũng giúp chúng ta bớt tranh cãi nhiều hơn. Liệu đô đốc với tứ hoàng kèo nào nhỉnh hơn nhở? Từ lâu rồi thì luôn có một drama không hồi kết giữa hai phe hâm mộ đô đốc và tứ hoàng. Sau trận đấu này, chúng ta sẽ thôi nghi ngờ đi nhỉ, nhất là khi mà Đô đốc Kizaru có nhiều năm kinh nghiệm, trong khi Luffy vừa bước vào top 4 hải tặc mạnh nhất. Nếu Lù hạ được Bosalino, nó sẽ trở thành cột mốc đánh dấu sự đi xuống của các đô đốc hải quân, mở đường cho những chỉ huy bên chính quyền. Còn lắm kẻ mạnh hơn đô đốc mà chúng ta chưa biết đến đấy. Ở trận đấu với Kaido trước đó, lúc Lù lên Gear 5 thì lão tứ hoàng cũng muốn hết pin rồi, cho nên chưa được thấy rõ Gear 5 bắt tốc độ cho Lù như nào. Giờ đây cái kèo này còn căng hơn cho 4 Lù hoàng, bởi Kizaru full power và lão khỉ vàng cũng không có ý định là test sức mạnh như là Kaido. Ông già băng bách thú bị cái lật bàn, một phần là do Nhây thích chơi trò đáp án tinh thần với bọn trẻ. Còn đô đốc ấy chưa bao giờ muốn chừa đường sống cho hải tặc cả.
chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến sức mạnh thần mặt trời Nika đánh gục năng lực ánh sáng bất bại của Kizazu. Ê, mà nói nhá, thì ánh sáng có nguồn gốc từ mặt trời đúng không? Thế thì lão khỉ vàng phải kêu Luffy một tiếng bố rồi. Đùa chứ kèo này thì còn mãn nhãn đó nha, xứng đáng là tâm điểm của trường X-Hit. Tôi sẽ cập nhật diễn biến trận Luffy với Kizazu liên tục nhá. Anh em đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo sớm nhất nhá. Zoro với Luffy. Ở một diễn biến khác, đầu tảo Zoro cũng đang được set up cho cái kèo tương đối hay ho. Lù nó ao trình Luffy dữ quá nên tầm này để cho cánh tay phải xử đẹp. Chắp trước hiếm hoi lắm thì báo thủ Hoa Mai mới được Ngũ Lão Tinh khen ngợi là khôn ngoan. Vờ như là trở thành đồng minh của băng ngũ rơm để tự cứu lấy mình, Luffy chỉ đóng giả vờ vai trò đó thôi. Thực tế hắn còn cay cú cu lù dữ lắm, và sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ấy, chúng ta cũng đã thấy rồi. Cố luyện đến sức mạnh thức tỉnh trái ác quỷ mà vẫn bị bón hành. Một tên sát thủ thù dai như Luffy sao mà bỏ qua được mối hận này cơ chứ? Ngoài mặt hứa hẹn với cu não cao su đủ điều, thực tế liên tục thông tin điện đàm về cho tổ chức, làm sao có thể đặt niềm tin vào mấy cái tên gián điệp CP0 này được? Chỉ có thằng Lù mới vậy thôi, chịu đấy. Ngay lập tức Luffy đã tự giải cứu lấy mình. Nhận thấy tình hình nguy cấp, băng bu rơm có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Báo thủ quay xe, chuyển hướng sang mục tiêu ưu tiên là tiêu diệt tiến sĩ Vegapunk. Cao tay đấy báo ơi, chỉ cần khử bản gốc coi như là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Luffy sẽ lại có niềm tin từ cấp trên, dù sao thì cũng dễ ăn nói hơn. Phải có chiến tích thì mới có mặt mũi về lại tổ chức chứ lại. Chưa nghe phong phanh đâu, mấy thánh ngồi ở Marijoy đang gán ghép CP0 là đồng minh của băng ngũ rơm luôn rồi. Luffy hợp tác với Luffy thì cũng được thôi, nhưng hắn thừa biết chuyến này thì chính quyền nghiêm túc như nào rồi. Có khi cả đảo nổ tung không chừng đấy. Thế nên chọn về phe chính phủ thì vẫn là ưu tiên hàng đầu nhá. Báo thủ chưa cũng sợ chết như bao người thôi. Diệt Vegapunk coi như là lập đại công rồi. Một cú chỉ Shogun thôi là đủ. Đó là những gì mà Luffy nghĩ trong đầu. Kịch bản hay đấy, tiếc là nó đã không xảy ra. Zoro đâu có bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai, đặc biệt là những kẻ đã từng là địch thủ đâu. Ngay từ đầu, anh luôn để ý nhất cử nhất động của mấy tên CP0. Kakudo-san thì thôi bỏ qua, còn tên Luffy mặt mày vẫn gian lắm. Và đúng như dự đoán, hắn đã lật kèo. Rất may mắn trong team thì vẫn còn có một người tỉnh táo để đủ mạnh ngăn cản tên báo thủ CP0. Anh Tư gì đó thì thôi, bỏ qua, tầm này thì hai Bình Phương thì đang bận bịu chăm nom mấy quý cô rồi. Kèo đấu giữa Luffy với Zoro chính thức được xác nhận. Ê ơi, sao tôi thấy lo cho chú báo Hoa Mai quá nhở? Thằng Lù ấy thì nó còn nhây nhây, chứ gặp thanh niên nghiêm túc như rổ. Má, anh hai chém cho mà không trượt phát nào cho xem. Kinh hỏa hoạn mà đầu tảo còn chém cho lả cánh không chút nhân từ. Báo Hoa Mai đã từng khiến cả băng suýt mất mạng đấy. Zoro gom cả nợ cũ lẫn lãi mới tính sổ luôn một lượt. Sao tôi có cảm giác Oda đang muốn cho cặp đôi này thể hiện sức mạnh sau phần Wano mà chưa có dịp phô trương hết tiềm năng vậy? Luffy gear 5, còn Zoro có Haki Báo Vương mới xuất được vài chiêu thì Kaido và King ngỏm bà nó rồi. Thế nên chương này là đất diễn thực sự để gỡ gạc lại những thị phi mà chương Wano còn gây thất vọng. Tiện nói về mấy kèo đấu nhá. Một lần nữa chúng ta được thấy lý do tại sao mà Sanji được gọi là con ghẻ quốc dân. Trong khi hai thằng bạn thân phô trương sức mạnh combat ý xèo, anh Tư thì đang tay sách nách mang, miệng thì bô bô, Nami-san, Robin-san, Tushi-sama. Phận làm cờ hó cho mấy quý cô đâu có dễ đâu, khổ lắm cơ, đấy, sướng để đâu cho hết. Đùa thôi, biết chừng Oda đang giấu hàng cho Sanji, cầm chân thánh Saturn cũng nên đấy. Lúc đấy mọi người mới biết ai mới là nhân tố gánh team thực sự nhá. Một lần nữa kịch bản hay, tiếc là nó đã không xảy ra rồi. Mặc định thì con ghẻ chỉ có bị chôn làm meme thôi, chứ hào quang thuộc về con cưng với con ruột hết rồi. Một vé đi vào lòng đất của anh hai Bình Phương. Cuối cùng là thông tin tiếp theo về chuyến đào tẩu. Các thành viên còn lại đang cố gắng tiếp cận bảo vệ tàu Sunny lần Vegapunk 01. Không có hai thứ này, có chạy bằng mắt cũng bị hải quân tóm. Như vậy chiến trường chia làm hai khu vực, một bên cầm chân Kizazu, Luffy, một bên phải đối đầu với hải quân đang mang xe cộ đi trốn. Biến căng tại chương đảo trứng chính thức bắt đầu. Liệu băng ngũ rơm có nhận được sự hỗ trợ nào từ bên ngoài? Chứ tôi là thấy không được khả quan cho lắm rồi. Diễn biến tiếp theo mình sẽ cập nhật sau anh em nhé. Tiếc một chút tuần sau lại break rồi. Nhưng mà được cái break để chuẩn bị cho một cái live action tập đầu tiên, hóng chết đi được anh em ạ.
Trên đây là video spoil chương mới 1091. Anh em nhận định sao về cặp đấu siêu kinh điển ở X-Hit? Liệu đất diễn nào dành cho anh hai Bình Phương? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn may mắn lên sóng của video ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Thanh Trúc. Em vừa đi học về, xong mở video của thuyền trưởng lên, mong được lên sóng. Ôi, mắt lòng mắt dạ ghê đấy, fan cứng của tôi là phải như thế chứ. Và tiếp theo là bạn Duy Khánh. Anh ơi, Luffy bây giờ có thể đánh được với Akainu chưa ạ? Với cái danh là Tứ Hoàng thì lù đủ sức nặng thách đấu bất kỳ ai rồi bạn nhá. Và cuối cùng là một bạn File Leo 123. Naruto đấu với Luffy thì ai sẽ thắng vậy ạ? Ừ thì Saitama là win chắc rồi. Mấy ông bớt hỏi cái câu này đi nhá. Ai mà trả lời được, có cùng server đâu mà hỏi đúng không? Ông nào chưa lên thì chúng ta sẽ cùng đợi video tiếp theo nhá. Đừng quên ấn like, share giúp tôi nha mấy ông ơi. Sắp 600.000 subscribe rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo nhá. Bye bye.